Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ok, và nếu việc được 1k like thì chiều nay chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City nha anh em. Rồi thì chúng ta sẽ đi lấy một số cái chìa khóa cái. Hình như là chiều nay là sẽ kết thúc rồi đúng không? 8 giờ nữa sẽ kết thúc nha. Và không biết sẽ có lấy thêm chìa khóa nữa hay không đây. Và hôm nay nó sẽ kết thúc luôn cái sự kiện ở trên kia. Như vậy là chúng ta sẽ không có cơ hội lấy chìa khóa thêm nữa anh em ạ. Không biết có kịp không nữa. 17.000 này, 17.000 máu á. Lấy chìa khóa khá là khó ta. Mình muốn đi lấy một con easy nhưng mà có vẻ như là hơi bị mệt. Cần 65 cái chìa khóa nữa cơ. Làm sao mà đủ đây? Đủ thế méo được nhỉ. 5 tiếng nữa ta sẽ phải lấy thêm một lần này. Mỗi một lần lấy sẽ được khoảng 5 chìa khóa thôi. Không nhiều cho lắm. 5 này, 10, 15, 20, 25. Phải đánh được tất cả các trận như này cơ thì chúng ta mới có thể lấy được nha anh em. Khó nhờ. Cái phần easy này có vẻ cũng rất là khó lấy này. Mình sẽ cần khoảng đến 26 cái chìa khóa nữa thì mới đủ nha. Rescue đang bán đây. Hơi khó nhỉ, hơi khó để có thể lấy được ta. Sự kiện thì ta sẽ vẫn lấy thêm coin thôi. Chúng ta sẽ lấy thêm coin nha, nó vẫn chưa có cái con mới anh em ạ. Nó vẫn chưa xuất hiện con mới, sự kiện này nó còn tận đến 4 ngày nữa. Và nếu 4 ngày ta sẽ lấy đầy đủ ấy. Một ngày là 1.800. 8432 7.200 coin nha. Nếu ta lấy đầy đủ thì sẽ được tầm khoảng 7.200 coin. Thế cũng không đủ lấy con nào cả. Nếu đủ lấy con Epic thôi. Chắc là đủ lấy con Epic. Có lẽ là vậy. Ok, mình sẽ lấy coin nha. Xong rồi tính toán xem như thế nào. Bên này nó sẽ là chìa khóa đỏ. Không, đây chìa khóa bạc rồi anh em. Dưới này mới chìa khóa đỏ này. Xa nhờ. Còn tận mấy bước nữa kìa. Không biết liệu là có kịp hay không. Cái sự kiện này thì cũng chỉ còn 8 giờ nó sẽ kết thúc nha anh em. Còn 8 giờ thôi, cái medium này cũng không lấy được rồi. Quá khó luôn. Nhìn chung là mấy cái sự kiện này nó yêu cầu chúng ta phải nạp vào anh em ạ. Thì mới có thể lấy được nha. Còn không lấy được đâu. Có lẽ chúng ta sẽ tiết kiệm coin đi. Để đi một cái đường của con nào đấy anh em ạ. Rồi mình sẽ lấy full cái coin đã. Xong rồi tính sau. Phải nạp vào nha anh em. Sự kiện này bắt buộc phải nạp vào thì mới có thể là lấy được một cái con ở trong cái hầm ngục kia. Còn không thì rất là khó lấy. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này và lấy luôn cả phút luôn. Cho có rất là nhiều thứ cần phải làm ngay bây giờ. Con rồng 4 sao các kiểu. Rồng 4 sao chứ kết hợp với rồng 1 sao đâu anh em. Đây, mình đã có trên này. Mình là mình muốn cho một con lên level 30 nữa, một con rồng heroic level 30 nữa cơ. Bên này thì có gì không? Heroic đây, vẫn là food offer, vẫn là giảm giá thôi, không có gì nhiều cả. Thì chiều nay nó sẽ cho mình phép mình có thể là live machinery. Nhưng mà chúng ta sẽ cần con cruiser nó ở trong cái phần gì đây? Thời gian à? Thời gian là cái gì? Cruiser là ở trong cái hầm ngục á, đúng không? Đúng rồi, chính xác là con cruiser nó ở trong hầm ngục anh em ạ. Đây, phải lấy con này cơ. Không có này thì không lai được. Chắc chắn luôn, 100% đấy. Với một con này là chưa xuất hiện nhỉ? Con Rap Dragon này. Hiện tại là chưa có. Rap Dragon á. Cũng là Legendary này. Hiện tại chưa xuất hiện trong cái Music Festival này. Chưa có nha anh em. Rap. Hiện tại mới có con Epic thôi. Con kia chắc chắn là chiều nay nó mới có, nó mới xuất hiện cơ. Con Crab ấy. Và nó chắc chắn là sẽ yêu cầu là chìa khóa hoặc là cái gì đấy để có thể mở ra được. Mình không biết là nó sẽ là như thế nào. Để xem cái sự kiện, để xem con đấy nó sẽ cần bao nhiêu coin nhé. Không biết con liệu có đủ để đi vào đấy không nữa. Dragon City này. Với cái sự kiện cũ đâu hết nhỉ, không thấy đâu cả. À, có sự kiện mới anh em ạ. Sự kiện này diễn ra trong một ngày bao nhiêu đây? Diễn ra từ ngày có một sự kiện để lấy rồng mới cơ.
vẫn là sự kiện này. Còn Rap thì nó sẽ cần mất gần khoảng 10.000 coin anh em. Đây là tổng cộng mất khoảng 10.000 coin. Và nó sẽ có chỉ có limit từ thời gian thôi anh em ạ. Con Rap thì nó sẽ mất 10.000 coin nha anh em. Đáng lẽ mình nên để dành để lấy con Rap thì nó hay hơn. Con Rap đẹp này mà không lấy hơi phí nhỉ. Yeah. Thật là hơi lãng phí một tí đây. Con Rap đẹp này mà đúng không? Hơi đáng tiếc chưa có con Rap rồi anh em. Cái này không xem được. Dĩ nhiên chiều nay nó mới có xuất hiện cơ và chắc là nó tầm khoảng 2 ngày gì đấy. Coi hiện tại có bán không ta? Để xem coi có bán không nhá. Heroic Ray Days không bán coi, chắc là chiều nay sẽ bán coi gì đấy, có thể, rất có thể. Chúng sẽ lấy được buổi sáng nay thì sẽ được tầm khoảng là 800 à? Một ngày lấy bao nhiêu coi ta? Một ngày ta sẽ lấy được bao nhiêu coi? 600. Thì anh sẽ thêm khoảng 1.200 coin nữa, cộng với 7.200 là 8.400 thì vẫn thiếu coi anh em ạ, vẫn thiếu coi. Phải để dành từ đầu cơ thì mới được là cái đấy anh em ạ. Ok thì chúng ta sẽ Music Battle. Ok, chơi này lấy hòm nha anh em ơi. Chơi này lấy hòm trước đã, tính sau. Làm cái nhiệm vụ kia sau nhá. Numerons, chúng ta sẽ chuyển sang con khác. Đây. Hai con này đánh rất là nhanh thôi. 78.000. Con này 65.000 là hệ Pur, hệ Primer. Đấy, hệ Pur đây anh em, sẵn sàng luôn tấn công. Mình sẽ đi lấy hòm con này nha. Rhinoplastier, ok, xong ngay. Khá nhanh gọn nhỉ. Chúng ta sẽ có 18. 18 trên 20 một trận nữa sẽ lấy cái hòm nha anh em. Để lấy cái hòm nào. Trong này thì mình cũng chẳng có con nào để có thể luyện tập được cả, nên ta lấy hòm đó, xong tính sau. Evanescer với 81k máu à. Rồi mình sẽ đổi sang một con bất kỳ. Đây, 18.000 máu này, tấn công một hit này. Gần chết, một chiêu nữa sẽ đay. Một chiêu nữa sẽ đay, xong một bé. 140.000 cơ. Ghê nhờ, Holy level 55. Châu thế, 3 sao thôi mà lên được máu cơ cao vậy. Hòm trong này sẽ có gì đây anh em, cho ai đợi xem. Mở ra nào, trong hòm này có gì đây? Trong hòm này chúng ta sẽ có 8 mảnh của Timeless, khá là cùi. Bây giờ mình cũng không còn nhiệm vụ gì làm trong này rồi. Đợi 9 giờ nha anh em. Chúng ta sẽ vào trong cái phần Language Quest thì cũng đang đánh đến những cái trận cuối cùng rồi. Và vẫn sẽ luyện cho Positive Dragon. Tập trung luyện cho con này 4 sao. Bây giờ phải học skill nó cơ anh em ơi, phải học skill cơ. Mình luyện đến cấp độ A cộng xong đi cho đi học skill nha. Chắc chắn luôn như vậy. Khá là nhanh nhỉ. Bắn phát chết luôn rồi. Con này thì sao ta? Con này thì đánh một chiêu khắc hệ trước đã. Hình như nó khắc hệ mình sao? Đúng rồi, có Primer. Primer khắc hệ Pur. Rồi ok. Cố gắng lên cấp 3 độ A cộng đã. Xong rồi ta sẽ cho đeo skill nha anh em. Ồ, có nước này. 93.000 à? 93.000 thì không ăn được rồi. Chắc chắn luôn. Tấn công chiêu thường vậy. Katech ghê đấy Việt Nam anh em ạ, đây Việt Nam 40 cũng ghê đấy. 93.300 máu ghê thật. Một trận nữa là chúng ta sẽ được thêm game nhá, và cho anh cần đánh thêm 3 trận nữa để kiếm thêm điểm cho cái nhiệm vụ team nhiệm vụ trong kia. Đấy hòm 21.000 máu à, một hit bay màu. Còn tiếp theo sẽ là 10-15.000 swap này anh em. Đó đây Primer tấn công chứ nhỉ, tấn công chưa, không cần, bọn này rất là yếu anh em. Mình sẽ đổi cho con này thôi. Lifestar này tấn công 34.000 máu. Bên này sẽ là 50.000 này, 50.000 với chiêu hệ nước đấy, 70.000 tuyệt vời. Cho kia 6 game nhá, trở lại với 154 game. Và mình sẽ tiếp tục là Conquest đúng không, Conquest còn Ultimate Most Speed Quest. Làm luôn một cái này. Ok, sẽ luyện tập cho con này luôn. Ốp, nhầm, ấn nhầm.
Rồi, Butter, chiến đấu rồi. Swap anh em. Con này luôn nhá. Ánh sáng, lá và hệ vô cực, tất cả để có đủ hết hệ đây. 19.000 à. Tấn công phát. Nhờn, 36.000 máu. Con này sao ta? Không vấn đề gì cả, tấn công vẫn được, vẫn giờ để giết được nó anh em. Xong nhá, và chúng ta sẽ có xong cái Sydney Tour. Cũng chưa xong đâu, cứ đánh thôi. Cái này gần Whipper thì không đánh được rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang phần Louis Butter. Có thể đánh được khoảng 3-4 trận gì đó bên này nhá. Thoải mái đi. 72.000 máu à. Nó khá là khỏe nha anh em. Đập một chiêu trước này. Đấy, 29.000 máu là chắc là mình sẽ hợp lý rồi đấy. Và mình sẽ swap thằng nhá. Đây. Vô cực, ánh sáng, lá và nước. Tấn công mọi lúc, mọi nơi thôi. Tiếp tục là này, phải tấn công theo kiểu này thì mình giết được nó. Giết được luôn rồi, đã tấn công một hit thôi anh em ạ. Hơi nhầm lẫn. Con này chính ra là đánh là vừa đam này anh em. Cực kìa vừa đam dành cho con rồng của thần tài nhé. 4 sao quá khỏe luôn. 1.100. Còn 2 trận nữa là chúng ta sẽ xong cái này. Andres với 72k. Tấn công theo kiểu gì trước nhỉ? Đây, chúng ta có chiêu khắc hệ đây nhưng mà không biết là có đủ đam để giết nó không ấy. Trời ơi, khắc hệ anh em ạ. Con lợn này là khắc hệ mình. Nhưng mình có tầm 106.000 máu thôi. Chúng ta khỏe hơn so với những heroic khác rất nhiều. 40 thì sẽ tầm hơn khoảng tầm 30.000 máu. Nhưng mà mình còn chưa luyện được max sao đấy. 34.000 máu. Tầm đấy. Ngon mà. Đam to hơn, máu to hơn, giáp trâu hơn. Đó, tất cả gì ta có trong này. Rồi ok, thêm một trận nữa nào là sẽ xong nhá. Vẫn thế thôi, vẫn đánh được thôi, không có vấn đề gì cả. Không có gì là quá là ghê gớm. Rất là nhanh thôi, team này mình sẽ hủy diệt rất là nhanh thôi. Trong vài nốt nhạc nó sẽ bay màu rồi. Đây, hệ nước này. Bắn phá, gọi mây, gọi mưa. Bị khắc hệ anh em ơi, cho bị khắc hệ nha. Chúng ta sẽ chuyển sang hệ này và dùng hệ đất để đánh nhau với con hệ chim của nó. Con Heroic này mình không có này, con chim này mình không có này. Ước mơ là sưu tập đủ mấy con này cho vào bộ sưu tập của chúng ta. 65.000 này. Tấn công thôi. 72.000 máu trong một hit nha anh em. Xong. Và chúng ta hoàn thành xong cái phần trong phần Lewis rồi nha. Bây giờ thì sẽ còn một cái phần nữa, đó chính là phần Challenge. Còn cái phần kia không cần phải đánh, chắc chắn luôn. Tại vì mình cũng chẳng luyện cho con gì cả, đánh nó khá mất thời gian. Nó chỉ tăng cái rank thôi. Điều đấy mình không cần thiết lắm. Ok, mình sẽ đấu với ai đây? Đây nha. Chọn team phát, vẫn sẽ là team như lúc nãy. Vulcan này. Nước hoàng đá quý này. Với con này thì anh nó rất là thoải mái luôn. Đâu rồi? Heroic của chúng ta rồi. Đây đây. Gặp đối thủ nào thì ra mới đánh được thôi anh em. Level 40 của họ sẽ là mắc ở trong này nha. Mất thời gian một tí thôi. 3 con level 40. Nó swap nha anh em. Đây. Cố gắng luyện tập đến cấp độ A cộng cho đi học skill cái nhỉ. Lâu quá. Rainbow. Thế cho mình cho hai con này kết hợp với nhau được không anh em? Hợp lý phết nhỉ. 72.000 thì không được rồi, không đủ đam rồi. Tưởng là đủ đam nhưng cuối cùng là không đủ anh em ạ. Hơi cùi. Đây, hai comets à. Vẫn sẽ là 3 trận, vẫn nó giống như kiểu Louis Butter thôi anh em, không có gì nhiều cả. Không có thay đổi gì nhiều. Tấn công hai comets dragon xong. Rất nhanh. Còn là 1 trận, 2 trận, 3 trận, 4 trận và 5 trận. Thoải mái. Đây. Vẫn như vậy thôi. Rất là dễ chơi và dễ trúng thưởng. Con này à? Con này nó sẽ trâu hơn một tí đấy nhưng mà thôi.
con này thì nó sẽ hợp hơn, tại vì nó có hệ pua anh em ạ. Đúng rồi, rồi hợp lý. Nó có hệ pua trong người thì mới đánh được, đúng không? Tính kia thì không có. Dù sao thì 82.000 máu một hit chắc là nó sẽ bay màu thôi. Theo như chúng ta đánh giá 84.000 Kratos. Ok, bọn này trâu thế nhỉ. Toàn 5-6 sao này, đánh hơi mệt. 34. Rồi, hệ nước này 5 sao, 4 sao, trâu thật sự. Celestial Dragon với hệ pua bên này, chúng ta sẽ tấn công phát. Nhưng mà nó sẽ chết luôn anh em, tấn công một hit đã. Vẫn cố gắng luyện lên cấp độ A cộng mà anh em, chắc chắn luôn. Đây, nhầm, đổi nhầm con rồi. Ánh sáng này, ánh sáng và lá này. Đấy, 34.000, xong ngay. Quá đơn giản luôn. Xoay. Nhất bá, nhất lam. Đây, mấy cái level này thì rất là dễ chơi. Thêm một con nữa. Con này là quá hợp lý rồi đấy chứ. Không có sao, nhưng mà nó sẽ có hệ khác bọn kia. Nó có hệ pua anh em ạ. Quan trọng là có hệ pua, thế thôi. Có một con nhỉ. Thật sự là cùi bắp vãi trưởng. Sao có một con vậy ta. Một chiêu nó sẽ đai nha. Một chiêu nó sẽ bay màu. Bay màu đi này. High Tech Dragon nha. Xong còn 3 trận nữa kìa. Lâu nhỉ. Bao giờ ta mới xong cái này đây. Bao giờ tôi mới xong mấy cái trận ở đây đây. Chuyển một con này thôi. Team này nó yếu thì chuyển một con này thôi anh em. Hai con cho nhanh. Lâu, mấy đánh kia nó lâu quá. Team họ sẽ có 3 con và mình có thể cân được cả 3. Đơn giản quá nhỉ. À không được rồi. Các hệ cơ. Chết. Quên. Nó máu vẫn trâu đây anh em. Đừng đùa. 20 thì sẽ dễ thôi. 20 thì dễ hơn. 36 này, đây là cấp độ A cộng rồi. À, nó trâu thế. Trâu được mấy hồi. Còn 135 máu nữa anh em là sẽ đai nha. Đai, 32.000. Ok, xong nha, còn 2 trận ở phía dưới này. Xoay. Nhất Lam, 63. 38, ok. 38 thì cũng dễ rồi. Còn 2 trận nữa anh em, cố gắng đánh nha. Đánh xong mấy cái nhiệm vụ của đây luôn. Để luyện sao luôn. Cố gắng là luyện sao luôn. Thế thôi. Đối đầu hết với những con Heroic anh em ơi. Đơn giản quá. Hai Potter Dragon nè. Bé này lên nữa đi. High Dream. Ôi trời. Lên A cộng chưa ta. Lâu thật sự. A cộng rồi anh em. Ok. Để mắc cấp độ A cộng cho dòng Heroic 4 sao nha. Uầy, ngon thật sự luôn. Rồi đấy, bây giờ sẽ cho đi học skill anh em. Hoàn thành cái nhiệm vụ của chúng ta là đi train này. Đi train anh em ơi. Đi train về nó mới khỏe được. Bây giờ yếu lắm. Đấy. Mất khoảng 2 ngày nha anh em. Ok, thì chúng ta sẽ cứu mẹ nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.